nhược dục giáng phục đại lực quỷ thần giả, thủ a lợi sắc ca xài, chủ thất thất biến, hỏa trung thiêu, hoàng tu đồ tô, lạc mật, tu yếu ư đại bi, tâm tượng tiền tác chi. Chủ, a lợi sắc ca xài, tức mộc hoàng tử. Việt dịch, nếu muốn hàng phục đại lực quỷ thần, dùng cây a lợi sắc ca, gia trì 49 biến chú, rồi đốt trong lửa, thoa sữa tô lạc và mật vào, đối trước tượng đại bi, sẽ hàng phục được đại lực quỷ thần. Lược giảng, quỷ thần thì có rất nhiều loại, như quỷ thần bình thường, quỷ thần oai lực lớn, đại lực quỷ thần. Đại lực quỷ thần, thần thông đặc biệt lớn, thần thông biến hóa, không ai có thể hàng phục được. Nhưng nếu quý vị muốn hàng phục quỷ thần oai lực lớn hay đại lực quỷ thần, hãy dùng cây A Lợi Sắc Ca. A Lợi Sắc Ca chính là cây mộc hoàng tử. Mộc hoàng tử là một loại củi. Thoa sữa tô lạc và mật vào. Thoa tô lạc và mật ong vào cành cây. Đối trước tượng đại bi, đối trước tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, Thiên Thủ Thiên Nhãn. Phương pháp này phải đối trước Bồ Tát Quán Thế Âm, Thiên Thủ Thiên Nhãn mới có hiệu quả. Gia trì 49 biến chú, trì tụng 49 biến chú đại bi, rồi đốt trong lửa, rồi đem cành cây đó đốt đi, làm đúng pháp như thế, sẽ hàng phục được đại lực quỷ thần. Hán văn, nhược thủ hồ lô già na nhất đại lượng, trước lưu ly bình trung, trí đại bi, tâm tượng tiền, chủ nhất bách bát biến, đồ thân điểm ngạch, nhất thiết thiên long quỷ thần, nhân cặp phi nhân, dài tất hoàng hỷ giả. Chủ, hồ lô giá na, tức ngưu hoàng giả. Việt dịch, nếu lấy một lượng hồ lô giá na, đem đựng trong bình lưu ly, để trước tượng đại bi, tụng chú 108 biến, rồi dùng thuốc ấy thoa trên trán và nơi thân, thì tất cả thiên long quỷ thần, người cùng loài phi nhân trông thấy đều hoan hỷ. Hồ lô giá na là vị ngưu hoàng. Lược giảng, nếu lấy một lượng hồ lô giá na, hồ lô giá na chính là vị thuốc ngưu hoàng. Hán văn dùng từ một đại lượng, nghĩa là hơn một lượng hoặc hai lượng. Một lượng bằng 0.0375 kg. Ngưu hoàng rất đắt, hơn một lượng hay hai lượng thì chi phí tối thiểu khoảng 500 tệ. Đem đựng trong bình lưu ly. Bình lưu ly là bình bằng thủy tinh hay pha lê, rồi đem ngưu hoàng bỏ vào đó. Để trước tượng đại bi tụng chú 108 biến. Sau đó đặt chiếc bình lưu ly đó đặt trước tượng hoặc ảnh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát và tụng 108 biến chú đại bi. Rồi dùng thuốc ấy thoa trên trán và nơi thân. Sau khi tụng chú xong, thì dùng thuốc xoa lên trán và trên thân. Thì tất cả thiên long, quỷ thần, người cùng loài phi nhân trông thấy đều hoan hỷ. Tất cả thiên nhân, rồng, quỷ thần, người hay những loài không phải người, khi nhìn thấy quý vị thì đều sinh tâm hoan hỷ, không nhiễu hại quý vị. Hán văn, dược hữu thân bị già tỏa giả, thủ bạch cáp phân, chủ nhất bách bát biến, đồ ư thủ thượng, dụng ma già tỏa tự thoát giả. Biệt dịch, nếu thân bị xiềng xích, dùng phân của con bồ câu trắng, gia trì chủ 108 biến, tụng xong đem thoa vào tay, chà lên gông xiềng, gông xiềng sẽ tự đứt gãy. Lược giảng, nếu thân bị xiềng xích, giả sử như có ai bị xiềng xích, gông cùm trói buộc, dùng phân của con bồ câu trắng, lấy phân của con chim bồ câu trắng, gia trì chú 108 biến, rồi tụng vào đó 108 biến chú đại bi. Tụng xong đem thoa vào tay, chà lên gông xiềng. Tụng xong thì đem xoa phân lên tay và dùng tay xoa cả vào gông cùm. Khi tay chạm vào gông cùm thì gông xiềng sẽ tự đứt gãy. Gông cùm sẽ tự nhiên đứt gãy mà rơi ra. Hán văn, nhược hữu phu phụ bất hòa, trạng như thủy hỏa giả, thủ uyên ương vĩ, ưu đại bi tâm tượng tiền, chủ nhất thiên bát biến,
đới bỉ, tức chung thân hoan hỷ tương ái kính. Việc dịch, nếu vợ chồng bất hòa như nước lửa, dùng lông đuôi chim uyên ương, đem trước tượng đại bi, tụng chú 1080 biến, rồi đeo trong mình, tất vợ chồng trọn đời kính trọng, thương yêu nhau. Lược giảng, nếu vợ chồng bất hòa như nước lửa, đạo vợ chồng thuộc về luân thường trong ngũ luân, vợ chồng nên hòa thuận với nhau. Giả sử họ không hòa hợp, hoặc có thể do nghiệp chướng nặng nề, oan trái nghiệp chướng gặp nhau, hay do một số ma quỷ tác quái, phá hủy mối quan hệ, khiến vợ chồng như nước với lửa. Dùng lông đuôi chim uyên ương, dùng lông đuôi của hai con chim uyên ương buộc lại với nhau, đem trước tượng đại bi, tụng chú 1080 biến, rồi đeo trong mình. Sau đó đối trước tượng thiên thủ thiên nhãn đại bi, Quán Thế Âm Bồ Tát, thành tâm tụng 1080 biến chú đại bi, rồi đeo lông chim đó trong người. Tất vợ chồng trọn đời kính trọng thương yêu nhau. Nếu làm đúng pháp như thế, thì vợ chồng trọn đời yêu thương, kính trọng nhau. Phần này không nói đến hai lông đuôi như thế nào, nhưng theo ngụ ý của người dịch thuật là dùng một lông đuôi của một con chim đực và một lông đuôi của một con chim cái. Hán văn, nhược hữu bị trùng thực điền miêu, cặp ngũ quả tử giả, thủ tịnh hôi tịnh xa, hoặc tịnh thủy, chú tam thất biến, tán điền miêu điền biên, trùng tức thối tán giả, quả thọ kim chú thủy, sái trước thọ thượng, trùng bất cảm thực quả giả. Việc dịch, nếu sâu bọ phá hoại ruộng vườn, cây giống, ăn các thứ cây trái, ăn quả, thì dùng tro cát sạch hoặc nước sạch, gia trì 21 biến chú, rải xung quanh ruộng vườn, sâu bọ sẽ bỏ đi hết. Trái cây bị ăn thì dùng nước đã được trì chú, vẫy lên cây, sâu bọ sẽ không dám ăn trái cây. Lược giảng, nếu sâu bọ phá hoại ruộng vườn, cây giống, ăn các thứ cây trái ăn quả. Giả sử có người làm ruộng hoặc trồng cây ăn trái, ruộng vườn gieo cây giống, táo, cam, các loại trái cây khác mà bị côn trùng, sâu bọ phá hoại thì rất nguy hiểm. Chúng sẽ tàn phá, ăn sạch hoa màu. Dùng tro, cát sạch hoặc nước sạch. Nên lấy tro sạch, cát sạch hoặc nước sạch, rồi gia trì 21 biến chú, tụng vào đó 21 biến chú đại bi, rải xung quanh ruộng vườn, sâu bọ sẽ bỏ đi hết. Sau đó đem tro và cát rải xung quanh vườn, xung quanh ruộng thì sâu bọ sẽ chạy trốn, không dám ở lại và cũng sẽ không dám tiến vào phá hoại nữa. Trái cây bị ăn thì dùng nước đã được trì chú vẫy lên cây, sâu bọ sẽ không dám ăn trái cây. Hoặc nước thì đem phun vẫy lên cây, nếu phun lên cây thì sâu bọ sẽ không dám ăn trái cây. Ha ha ha,